có căn biệt thự góc hai mặt tiền quý vị các bạn ha. Căn này đang kêu bán nằm ngay góc ngã tư. Ngay cái tòa nhà cao cao là biển ha. Tòa nhà cao cao là mặt tiền đường thì dân gần biển quý vị các bạn, đây ra biển chắc vài trăm mét. Thì căn biệt thự này nằm cũng rất là gần biển ha. Chắc tầm 300 mét tới biển các bạn. Đang đào làm cái hồ bơi các bạn. Nhà để xe. Đây lối đi lên. Đang sửa, hiện trạng nhà đang sửa, hồ bơi sâu quá. Đây là hiện trạng phòng khách. Trong phòng khách nhìn ra các bạn. Ngã cọc ha. Ngay góc ha. Công viên bếp. Đây có một phòng phòng ngủ bé quá. Đây là cái phòng ngủ, hiện trạng cái phòng ngủ lầu 1 nhìn ra cổng. Đây lối đi cầu thang bên này, trong này có toilet. Đây lầu 1 điện giật cấp. Rộng quá, phòng này nhìn ra có ban công nhìn ra cửa nè, hồ bơi dưới các bạn. Nhà góc ngã tư, phòng khách, trong này có toilet. Đây, ở đây phòng ngủ nữa nè. Đây có cửa sổ. Phòng này cũng rộng, ngủ nữa cũng rộng. Cầu thang lên. Đây là view sân thượng. Bên này là chỗ đợi sóng đi sân thượng. Khu này là khu biệt thự Phương Nam. Sân thượng nhìn xuống ha. Tầng cao nhất, tầng áp mái. Cuối rồi các bạn, làm sân phơi được.